Hồi chiều mới khám đâu mà. Tôi muốn kiểm tra vết thương anh ra sao. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi sẽ có cách xử lý. Khoan đã. Có thể đưa bệnh nhân về trại được rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân chuẩn bị thay đồ về trại. Bệnh tôi vẫn còn nặng, sao có thể xuất viện được? Bác sĩ đã công nhận và đồng ý cho anh xuất viện. Về trại sẽ có đội ngũ bác sĩ chăm sóc cho anh. Mở cổng cho anh ta. Chỗ của anh ở đây. Dạ. Không thích hợp. Tình hình sao rồi? Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi xem nó có khai gì với công an không. Có chuyện rồi chú. Con vừa nhận được tin, bọn công an đã bắt được thằng Tài Cần và thu được một ổ cứng, trong đó có chứa thông tin về đường dây của ông Tư và có liên quan tới mình. Đúng là thằng chó. Chú, tôi muốn biết thằng Tài Cận đã khai những gì và trong chiếc ổ cứng công an thu được có những thông tin gì. Tôi không biết cậu dùng cách gì hết, nhưng nếu tôi không có được những thứ tôi cần thì thỏa thuận của chúng ta coi như chấm dứt.
Mày không bao giờ hiểu được tao đâu. Alo. Em là Dung đây. Anh biết ai không? Em về Việt Nam hồi nào vậy? Em mới về tối qua. Vợ chồng em về đây du lịch hay có chuyện gì không? Không, em về một mình. Dạo này anh sao rồi? Lấy vợ chưa? Sao vậy? Tự dưng em về đến Việt Nam rồi, em muốn đi ra biển chơi. Anh đi với em được không? Nghĩ lại, hồi xưa vui quá anh ha. Hồi đó em trẻ con thiệt, lại còn hay nổi hứng nữa. Lúc nào anh cũng phải chạy theo chiều em hết. Vợ chồng em có hạnh phúc không? Cũng bình thường thôi anh. Anh, hay là mình chơi lại những trò chơi ngày xưa đi, được không? Em biết anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng coi như em xin anh chỉ lần này thôi. Bây giờ sẽ không có quá khứ hay tương lai nữa, chỉ có chúng ta thôi, được không anh? Anh không trả lời coi như là đồng ý đó nha. Mình đi đi anh. Đi. Cảm ơn anh.
Lâu lắm rồi em mới được vui như hôm nay. Hôm nay em rất là vui. Vui vì được gặp lại anh, được sống lại như trước đây. Em đâu có chuyện gì đâu. Em mừng vì chúng ta gặp lại nhau, và mừng em trở lại với đời độc thân, trở lại là em của trước đây. Thôi em, hôm nay em uống nhiều rồi. Em xin anh rồi mà. Hôm nay chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh. Dù ngày mai có như thế nào, em cũng chịu. Mang rượu cho em đi, em muốn uống nữa. Không được, em say lắm rồi. Để anh lấy khăn lau mặt cho em. Không, em không có say, em muốn uống nữa. Em xin lỗi. Nếu như ngày đó em không ngang bướng và cứng đầu thì chắc giờ này em và anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, em đừng nghĩ tới nó nữa. Không, em phải nói. Khi đến mất anh rồi thì em mới biết điều mình từng có quý giá như thế nào. Người xin lỗi phải là em. Mình trở lại như trước đây được không anh? Em biết là anh vẫn còn yêu em mà. Em đúng, anh vẫn còn yêu em. Chứ ngày hôm nay chắc chắn không bao giờ có thể giống như ngày hôm qua nữa. Tình yêu đó em sao anh thấy.
gian đêm trường. Tình yêu chợt buồn rồi, chậm dần niềm tiếc nuối phút bên nhau, xin chỉ là giấc mơ. Trên phố lặng im, từng cơn gió sẽ âm sâu trong hồn, anh vẫn âm thầm giấu kín niềm riêng. Thế gian thăng trầm, đời nhiều sóng bão với bao lòng mưu tính đa đoan. Ngồi đi. Dạ. Em xin lỗi. Em đâu có lỗi gì đâu. Giờ em tính sao? Em cũng không biết nữa. Trước mắt em sẽ về sống với ba mẹ. Còn đứa bé nữa. Dù thế nào đi nữa, nó cũng là con của em. Thấy em như vậy, anh cũng yên tâm rồi. Thôi, khi nào cần, em cứ gọi điện cho anh nha. Anh Thảo. Còn anh thì sao? Anh biết đẹp sẽ nói gì. Cứ yên tâm đi. Anh tới đây làm gì? Tôi tới thăm người quen không được hả? Cảm ơn chị đã chăm sóc cho cô ấy. Anh sẽ không thoát được đâu. Thôi mẹ. Tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng để bắt anh.
Anh có phải là Tôn Đi Trần không? Đúng, anh là... À, chú Bà Long cử tôi ra đón anh. Dạ. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Mời anh. Đưa tôi đến địa điểm này. Anh không kể chú Ba hả? Tôi sẽ liên lạc với anh Ba sau. Sao cậu không đi chung xe với anh Tony? Chắc khoảng vài phút nữa thì họ đến có đúng không? Không, chỉ có một mình tôi tới đây. Về cơ bản á thì tôi đã chuẩn bị xong rồi, nhưng hiện tại chúng tôi đang có một chút vấn đề. Tôi chỉ muốn biết á là chúng ta có làm đúng theo thỏa thuận ban đầu không. Chuyện này đối với tôi không thành vấn đề, nhưng dạo gần đây công an làm rất căng, cho nên hàng của chúng tôi đang trên đường tới đây, chúng tôi không thể nào thay đổi kế hoạch được. Trong ngày hôm nay, tôi muốn có câu trả lời cuối cùng của ông. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn các anh nhiều. Sao rồi anh? Tony Trần đã đổi xe và đang di chuyển trên quốc lộ 1A, chuẩn bị rời khỏi địa phận Đồng Nai. Bây giờ không biết điểm đến của hắn ta ở đâu. Chẳng lẽ hắn ta không đến gặp Ba Long sao? Mọi người lại đây, coi cái này nè. Hồi nãy, ngoài Tony ra, còn có tên này lên xe của Ba Long nè. Vậy là mình dính bẫy của tụi nó rồi. Phương và Nam, kiểm tra thông tin của người đó cho anh. Dạ. Dạ, còn Lan, em hãy kiểm tra xem anh Long từ sáng giờ có gặp ai không. Ừ, em biết rồi. Mình đi, thôi mình đi. Chú nghe cháu nói đã, hiện tại không được đâu. Thằng Việt đã bị bắt, đường dây đã bị hỏng. Nếu mình chưa chuẩn bị kỹ mà vẫn cố gắng làm, con sợ... Mình chưa xác định được thằng Việt đã khai gì chưa. Còn vụ thằng Tài Cận nữa. Mày gọi hết tụi nó tới đây. Dạ. Nghe nữa. Nếu mà dễ thì tôi không cần đến cậu đâu. Tôi muốn biết tất cả những cái thông tin mà công an thu được. Sau việc này chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Anh biết rồi. Thank you.
cho anh. Em, tại sao vậy hả Tiến? Tại sao lại là cậu? Anh Thành, em tôi đã cố gắng nghĩ rằng có thể tôi đã sai, hoặc có gì đó sai sót trong quá trình điều tra, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đây chính là lý do. Dạ em dạ không, em xin thề là em chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ Ba Long. Em nói thật anh à. Mà tại sao cậu làm như vậy? Cậu có mối quan hệ thế nào với Ba Long? Dạ em cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi anh à. Em lỡ miệng nói cho anh Phương em vợ của Nam Quy. Tôi hỏi cậu, cậu có mối quan hệ như thế nào với Ba Long? Anh à, đó là lần duy nhất em lỡ miệng nói với người ngoài về bí mật của ban chuyên án. Tôi hỏi cậu một lần nữa, mối quan hệ giữa cậu với Ba Long như thế nào? Hai người tại sao lại có mối quen biết với nhau? Alo, Mạnh à. Chào anh Tiến. Anh là ai vậy? Anh không cần biết tôi là ai, nhưng chỉ cần biết em trai của anh thiếu tiền của chúng tôi nhưng không chịu trả. Bây giờ anh tính sao đây? Anh là ai? Tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh. Anh hai ơi, cứu em anh hai ơi. Mạnh hả? Dạ. Em đang ở đâu? Chuyện em nợ tiền người ta có thật không? Mà em giấy tiền người ta để làm gì? Dạ. Nói mau. Dạ, em đánh bài. Mày nói cái gì? Thiếu người ta bao nhiêu? Dạ, 500.000 đô. Hả? Mày bị điên à? Báo cho ông anh biết, ông anh liệu mà tính đi. Cậu là công an mà cậu lại không biết trong tình huống này cậu nên xử lý như thế nào à? Chính Ba Long trao đổi với cậu hay qua một khoản khác nữa? Dạ, lúc đầu là một người nào đó em không rõ, nhưng mà sau vụ Sáu Phụng thì Ba Long trực tiếp liên lạc với em. Anh à, em thực sự không muốn như vậy đâu. Em chẳng lẽ cậu không nghĩ đến thằng em trai và nghề nghiệp của cậu hay sao? Tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi vẫn còn giữ tất cả bằng chứng cậu đã cung cấp thông tin về hoạt động điều tra ra bên ngoài. Chỉ cần tôi đưa nó ra thì cậu hiểu rồi đó. Các ông đã giết đồng đội của tôi, tôi sẽ không giúp ông thêm một lần nào nữa. Ông muốn làm gì thì làm đi, tôi không sợ đâu. Tôi không giết đồng đội của cậu, mà cậu từng là một cán bộ công an mẫn cán. Tôi rất tiếc vì sức khỏe của ông hiện nay không được tốt. Nếu gặp phải cú sốc như thế này, tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm. Tôi không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào. Cậu cần suy nghĩ cho kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Ông dám? Quyết định thế nào là quyền của cậu. Hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau. Chào cậu. Mời vào. Chú Bảy, con xin lỗi chú. Con có lỗi với tất cả mọi người. Con đã sai rồi ạ. Hiện tại thì Ba Long giao cho cậu làm việc gì?
Dạ thưa chú, ba Long sai con tiếp cận Việt và Tài Cận để xem có khai gì với công an không ạ. Dạ lại, ba Long muốn con tìm ra ổ cứng của Tài Cận và muốn lấy nó về. Nhưng thưa chú, đến bây giờ con vẫn chưa làm gì cho ba Long ạ. Con vẫn chưa cung cấp thông tin gì cả. Thưa chú, con xin chú một việc được không ạ? Thưa chú, cho con... Cho con xin được lập công chuộc tội ạ. Báo cáo thủ trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cho tiến hành đi. Dạ. Nghe đây. Chào anh. Bây giờ vẫn chưa thể tiếp cận anh gì. Còn Tài Cận thì sao? Mọi thông tin liên quan đến Tài Cận cũng như ổ cứng tôi chưa thể tiếp cận được. Mọi thứ đang được bảo vệ rất chặt chẽ và nghiêm ngặt ở trong phòng vật chứng. Không có cách nào tiếp cận phòng vật chứng à? Bây giờ khó lắm. Chỉ có người đặc biệt ở trong ban chuyên án này thì mới được tiếp cận phòng vật chứng. Khó với ai chứ với cậu thì chắc không khó vậy đâu. Tôi tin là cậu sẽ có cách mà. Tôi nhìn ba biết đó. Vụ án này nếu như ai tiếp cận được phòng vật chứng thì đều phải có bút phê của giám đốc. Còn tôi thì tôi... Vậy thì nếu tôi không thể có, tôi muốn người khác cũng không thể nhìn thấy và cũng không thể sử dụng nó nữa. Ý của anh là sao ạ? Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà. Hy vọng sớm tôi sẽ nhận được tin tốt từ cậu. À, cho tôi gửi lời hỏi thăm ba cậu nghe. Em của Tiến thế nào rồi? Dạ hiện tại bộ của chúng ta đã cử trinh sát bảo vệ an toàn cho Mạnh. Nhưng để mở rộng công tác trinh sát, chúng ta tạm thời chưa đưa Mạnh về nước được. Chú à, chúng ta phải xử lý yêu cầu của ba Long như thế nào hả thưa chú? Rất tốt. Bây giờ thì tôi tin là chúng ta đã hiểu nhau rồi đó. Tôi đã làm tất cả những gì anh yêu cầu rồi. Tôi muốn lấy lại những thứ đó. Khoan đã, vẫn chưa được. Anh còn muốn gì nữa? Tôi vẫn muốn biết việc thằng Tài Cận và thằng Việt khai ra những gì. Nhưng mà tôi tin là cậu hiểu tôi mà. Chào cậu. Anh có chắc chắn không? Chắc mà. Sáng nay anh vừa mới nói chuyện với lại chú Bảy xong. Chú Bảy nói là quyết định kỷ luật đối với anh Thành đó chỉ là nghi binh thôi.
Mà nghi binh cho việc gì thì mình chưa biết được. Hay để em gọi điện thoại cho anh Thành là biết liền à. Alo, alo. Alo, mọi người gọi anh có gì không? Anh. Ủa, anh. Quyết định kỷ luật chỉ là đòn nghi binh phải không anh? Không làm như vậy thì làm sao làm được việc? Ừ. Anh giả bộ y như thiệt á. Ủa, chào chú. Dạ, chào chú. Chào chú. Nè, cậu đúng là một diễn viên xuất sắc. Tôi thật sự là không sai khi giao cho cậu trọng trách này. Cậu giỏi thật đấy. Dạ, con cảm ơn chú. Tuy quyết định kỷ luật là giả, nhưng việc con gián tiếp gây ra cái chết của Trí là thật. Thưa chú, con sẽ lấy lại công bằng cho Trí. Thằng Điện nó sắp xếp làm sao rồi? Dạ, nó nói nếu có ông Việt sắp xếp sẽ chắc ăn hơn. Nhưng nó sẽ cố gắng sắp xếp lại cho xong trước ngày hàng đến. Con qua bên đó kiểm tra giúp nó làm chuyện này đi. Dạ. Còn vụ sổ sách thì sao? Dạ, thằng Điền nó không biết gì hết. Tất cả đều do ông Việt quản lý và cất giữ. Nói thằng Thảo Ma đó, sắp có một chuyến hàng rất quan trọng cần phải chuyển. Nó thiết lập một đường dây chuyển hàng an toàn đến Móng Cái. Xem nó làm như thế nào rồi báo cho chú biết. Dạ, dạ con hiểu rồi. Mấy hôm nay nó thế nào rồi? Dạ. Em cũng biết thiệt mà. Em có biết gì đâu anh. Mấy tháng này á, ba anh và anh Thái có giao cho em việc làm nào đâu. Em thề mà. Em mà nói sai á, anh cứ giết em đi. Mày anh hứa với em, bằng mọi giá phải tìm ra được kẻ giết em để trả thù cho em. Xin mời anh Phi nè. Dạo này em thấy anh làm ăn được quá ha. Dạo này ở bển làm ăn sao? Cũng được anh. Dạ. Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Dạ. Mấy việc đó anh cứ yên tâm. À,
sau khi Diệp bị bắt, và đặc biệt là khi Mai Long bí mật tới gặp đàn em của Tony Trần. Điền Đức Ích tới xưởng bao bì, hắn liên tục đi ra Bắc theo đường bộ và dừng lại ở một số tỉnh để gặp một vài đối tượng ở đó. Những đối tượng đó đều đang nằm trong tầm ngắm của các công an địa phương. Có hai khả năng có thể xảy ra. Một là Điền đang tiếp nhận những đầu mối do việc để lại. Hai là bọn chúng đang muốn thiết lập một đường dây để vận chuyển hàng từ Nam ra Bắc. Cậu thấy thế nào? Em nghiêng về trường hợp thứ hai, vì nó trùng hợp với thông tin mà mình đã nhận được. Băng của Tony Trần đang vận chuyển một chuyến hàng lớn về Việt Nam. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng con cáo già Ba Long luôn dùng chiêu dương đông kích tây để đánh lừa chúng ta, nên không thể khẳng định bất cứ điều gì hết. Vấn đề hiện tại là phải bám sát tất cả các đối tượng và nhanh chóng làm rõ những nghi vấn bên trong xưởng bao bì, để chúng ta có thể tính toán phương án hợp lý. Bây giờ mà nghĩ ra cách nào khuất phục được gì thì hay quá. Chắc chắn hắn nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng của Ba Long. Chưa. Mày nói gì với bên công an rồi? Chưa. Yên tâm, mọi chuyện ở nhà cũng bình thường. Ông có nói gì tôi không? Im lặng là được. Thôi giải tán đi, nói lâu tụi nó nghi. Có gì tao sẽ báo sau. Phạm nhân Nguyễn Nhân Thành, dọn đồ chuyển phòng. Chuyển gì mà chuyển hoài vậy cán bộ? Nhanh lên. Cái gì mà phải từ từ chứ cán bộ. Có gì mới không? Ông nói cứ yên tâm, mày cứ chịu tội tất cả vụ đó, mức án sẽ nhẹ thôi. Có gì ông sẽ lo sao? Mày làm gì á cũng là một mình. Bây giờ hàng sắp tới rồi, không có mày, mọi chuyện phải làm lại từ đầu hết. Ông cũng biết chuyện đó sao? Tao mà ông phải ở trong này á, làm sao thiếu phần tao được. Vậy bây giờ sao rồi? Ok hết rồi. Sổ sách mày cất đâu? Mối mang chỉ có mình mày biết. Bây giờ sao anh em làm được? Ông nhắc tao hỏi mày vụ đó đó. Sổ sách mày cất đâu? Mối mang chỉ có mình mày biết. Bây giờ sao anh em làm được? Ông nhắc tao hỏi mày vụ đó đó.
Đồng chí tháo còng cho anh ta. Cảm ơn cán bộ ngày nào cũng đến thăm tôi như thế này. Đối diện với những người như anh là nhiệm vụ hàng ngày của chúng tôi mà. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Nếu đủ bằng chứng thì cứ đem tôi xử theo pháp luật, không cần mất thời gian đâu. Thật ra hôm nay á, tôi không có gì để hỏi anh hết. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Anh cũng đã từng là công an, cho nên đường đi nước bước thế nào anh đều hiểu hết. Và trong hoàn cảnh hiện tại, tôi tin anh không phải là người không biết gì. Anh thấy đó, Tư Lân, Nam Quy, Sáu Phụng, cả ba đều là anh em kết nghĩa, giàu sinh ra tử với Ba Long mấy chục năm nay. Vậy mà còn anh nghĩ anh là ai? Xã hội chúng ta có một câu rất thịnh hành: cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng cái gì có thể mua được bằng tiền thì đều có hạn sử dụng hết, đúng không? Tôi không chắc những việc anh từng làm vì ông ta hay là vì cái gì, nhưng tôi dám chắc con người đó không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài bản thân của ông ta. Đúng hay không? Có lẽ anh là người hiểu rõ hơn tôi. Sổ sách mày cất đâu? Mối mang chỉ có mình mày biết. Bây giờ sao anh em làm được? Ông nhắc tao hỏi mày vụ đó đó. Nếu có được tất cả sổ sách trong tay, chắc chắn ông ta sẽ... Mình đúng là ngu thiệt. Tình hình sao rồi? Tôi đã viết toàn bộ thông tin thu thập từ việc ra đây, anh xem đi. Đi đâu vậy anh trai? Mày muốn gì? Muốn ông anh nhìn tôi chút xíu thôi. Mày là người của ai? Người của ai không quan trọng.
Anh thấy sao rồi? Tụi bay muốn giết tao, tao sẽ cho tụi bay chết trước. Thấy tình hình của phạm nhân ra sao? Dạ vẫn bình thường anh. Anh sao rồi? Tôi muốn khai báo. Tốt. Việc chủ động khai báo với chúng ta là để đáp trả lại hành động trừ khử của Ba Long. Vì vậy, tất cả mọi lời khai của anh ta đều dùng hết tội lỗi cho Ba Long. Vai trò của anh ta đã trở thành thứ yếu trong tất cả hoạt động. Chắc chắn chúng ta sẽ phải xác minh lại toàn bộ lời khai này. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ nó mà chúng ta có thể khoanh vùng và điều tra có trọng điểm hơn. Ngoài những điều đó, còn một chi tiết rất đáng lưu ý. Trong toàn bộ lời khai của mình, không biết vô tình hay là cố ý, mà Diệt hoàn toàn không đề cập đến Điền. Chi tiết này cho thấy anh ta có mối quan hệ mật thiết và rất tin tưởng đến Điền, và hai người này có thể có những tính toán riêng, chứ không hoàn toàn nghe theo mọi lời sắp đặt của Ba Long. Tổ B2 tập trung khai thác chi tiết này để tính toán phương án chúng ta tiếp cận. Rõ. Tôi hiểu ý anh. Lúc nãy tôi và Thành cũng băn khoăn vì điều đó. Chúng ta vẫn đang tìm cách tác động tâm lý để khuất phục Diệt. Nhưng mà Ba Long đã có hành động trước. Vậy vấn đề nằm ở chỗ, ngay từ đầu Ba Long đã muốn trừ khử Diệt, hay ông ta biết được thông tin Diệt đã để lộ tin tức cho chúng ta nên quyết định ra tay? Chẳng lẽ trong hàng ngũ của chúng ta vẫn còn đồ gián của Ba Long à? Ai đó? Anh đây. Anh tới đây làm gì? Chú đi như vậy đủ chưa? Cứ đi lùng sục hết chỗ này đến chỗ khác, đập hết đứa này đến đứa khác. Chú làm như vậy để được cái gì chứ? Tôi muốn biết thằng nào lấy cái xe đó, thì tôi sẽ biết là thằng nào đứng sau cái vụ này. Anh thật sự rất thất vọng về chú.
anh muốn nghĩ sao cũng được. Ông già tôi kêu anh đến đây cản tôi chứ gì, phải không? Em đã khinh thường ba em quá rồi đó Phong. Nếu chú ba muốn ngăn cản em á, thì em nghĩ em còn ngồi đây đến giờ này không? Tôi biết chứ, bất cứ ai làm trái ý ổng á đều có kết cục giống như Lan Thanh chứ gì. Ông Tư Lân, bà Sáu Phụng và ngay cả ông Nam Quy nữa, một ông quân sư không làm gì cũng phải ra đi, phải không? Em im đi, đừng có tào lao nữa. Anh á mới là người im đi đó. Đi về nói với ông, muốn giết thì giết liền đi, thằng này không có sợ đâu. Còn bây giờ á, tôi không muốn gặp anh nữa, anh biến đi. Em giỏi lắm. Tụi mày muốn gì? Quýnh chết mẹ mày chứ gì? Phong, đường có lối anh không đi, tại sao lại chui vô hẻm cục vậy hả? Anh về ngoan ngoãn nghe lời của ông già, lần sau không đơn giản như vậy đâu. À, tránh ra đi tụi bay. Dạ dạ. Tao biết rồi, có gì gọi lại sau nha. Nè, sao mà em ngủ hoài vậy? Tỉnh dậy đi chứ. Phạm Nhân không muốn gặp anh. Anh về đi. Dạ, chú gọi con. Chuyện thằng Thái, tụi mày làm tới đâu rồi? Dạ, con đang tiến hành. Khi nào xong con sẽ báo cho chú. Mày có biết chuyện thằng Phong chưa? Dạ, con có biết chút chút. Tao muốn
Mày làm cho tao một việc. Mày kiếm tao có chuyện gì? Mày gặp tao làm gì? Chuyện của tao không cần mày phải lo đâu. Hay là mày... Ba mày sai tao tới đây. Rõ rồi. Ông sai mày xử tao chứ gì? Cũng giống như ông đã từng sai mày đi xử đàn em của ông chứ gì. Đáng lẽ ra chuyện này tao phải hiểu từ lâu rồi chứ. Có ngon á thì xử đi. Tao không sợ mày đâu. Động não một chút đi. Đứng lại. Bắn đi. Bắn đi. Mày ngon mày bắn đi. Tao còn chết tao cũng không tha cho mày đâu. Mẹ kiếp, mày chết rồi. Lấy gì mà tha chứ không tha. Mày ngu á, mày chưa phân cho người ta ngu nữa chứ. Mày ngon thì mày bắn đi, bắn đi. Tao nói cho mày biết, nếu tao muốn giết mày, tao giết từ lâu rồi. Mày muốn cái gì hả? Tao muốn nói cho mày biết, mày là thằng ngu nhất mà tao từng quen. Mày tưởng là mày lục soát như vậy là mày sẽ tìm ra kẻ để giết người yêu của mày à? Tỉnh táo đi. Cầm đây, đọc đi. Rồi mày sẽ biết cách tìm ra kẻ đã giết chết Lăng Thành. Em sao vậy? Em thấy hơi lo. Em thì lúc nào cũng vậy. Suốt ngày lo trước lo sau, đủ thứ chuyện. Phải chi mình không phải lo nghĩ hay tính toán gì nữa. Lúc nào cũng có cảm giác yên bình như thế này. Thôi, xong chuyến hàng này mình nhất định sẽ rời khỏi đây. Thank you.
Được, cứ quyết định vậy đi. Tôi sẽ thu xếp rồi tôi sẽ gọi lại cho chú sau. Ok, nhất trí. Được rồi. Rồi, chào chú. Mày đi đâu suốt đêm hôm qua mà tao gọi hoài không được vậy? Con đi gặp mấy người bạn, điện thoại thì hết pin nên không gọi lại được. Dạ, có chuyện gì không chú? Hàng về rồi. Bây giờ anh lo cái thân của anh thôi chứ làm sao? Chứ anh đâu lo được cho ai. Mày đừng coi thường lão già đó. Em dám chắc với anh á, ông chỉ mừ vậy thôi, chứ ông không còn cách nào để cứu anh Việt ra đâu. Em nghĩ là anh làm gì chồng làm gì nữa. Anh, hay là mình... Danh rồi. Tôi cam đoan hiện tại không chỉ bằng chứng của Tài Cận mà hầu hết các bằng chứng liên quan đến Tư Lân, Sáu Phụng và Nam Nguyên đều đã bị hủy. Báo chí không đăng tải thôi, chứ hậu quả nặng hơn ông nghĩ rất nhiều. Tình hình bây giờ đang rất là lộn xộn. Ban chuyên án đang chỉ đạo các đơn vị phải làm lại từ đầu. À, vậy cậu đã biết thằng Tài Cận khai những gì chưa? Sáng nay tôi đọc lời khai của hắn rồi. Tất cả chỉ liên quan đến Tư Lân thôi, không liên quan gì tới anh cả. Vậy à? Lời khai như thế nào tôi cũng đọc cho anh như vậy. Anh tin hay không thì tùy. Mà nè, sáng nay tôi có nói chuyện với giám thị trại giam đó. Họ nói là hình như Tài Cận đang rất lo sợ điều gì đó. Đêm ngủ thì nằm mớ. Hắn nói là đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đó, tất cả chỉ có vậy. Những gì có thể nói tôi đã nói, và những gì có thể làm tôi đã làm rồi. Bây giờ tôi không còn dính dáng thêm một phút nào nữa. Anh giao tất cả những thứ đó cho tôi, sau đó tôi và anh được ngay nấy đi. Đừng vội mà. Những gì tôi hứa chắc chắn tôi sẽ thực hiện. Việc giữa tôi và cậu chưa xong đâu. Nhưng cậu cứ yên tâm, khi nào xong việc tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Bây giờ tôi không cần bất cứ thứ gì hết. Anh giao cho tôi đi, sau đó tôi và anh chấm dứt, được ngay nấy đi. Hiện tại công an các cậu đang làm gì? Nhưng tôi đã nói với anh rồi, tình hình bây giờ đang rất là lộn xộn. Ban chuyên án đang cho điều tra lại tất cả từ đầu. Vậy được rồi, cậu xem như thế nào rồi báo cho tôi biết. Tôi biết rồi. Với hành động và thái độ của Ba Long, theo tôi thì có thể hắn đã sập bẫy của chúng ta. Không, đối với những người như Ba Long thì chúng ta không thể khẳng định chắc chắn một điều gì cả. Còn cậu, tiếp tục giữ liên lạc, thăm dò thái độ và bơm thông tin cho Ba Long theo đúng kế hoạch. Dạ. Thưa chú, con xin chú một việc được không ạ? Cậu nói đi. Con có tội, con xin nhận tội trước pháp luật. Nhưng con chỉ xin chú một việc, sức khỏe bây giờ của ba con không được tốt, chắc chắn ba con sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Con xin chú. Là cho con tự nhận tội với ba con. Kế hoạch trinh sát tiến hành thế nào rồi anh?
Cũng mới xong rồi tối hôm qua. Bây giờ có thể khẳng định lời khai của Việt là rất chính xác. Ở điểm không có cơ sở sản xuất hàng cấm tại xưởng bao bì, nhưng mà không loại trừ khả năng bọn chúng đã chuyển cơ sở sang địa điểm khác. Chúng ta cần phải làm rõ chuyện này. Sáng nay thông tin từ bên kia chuyển về hoàn toàn trùng khớp với những nhận định của chúng ta. Chuyến hàng của Tony Trần chuyển về tới Việt Nam và sẽ được đưa sang Trung Quốc ngay sau đó. Cụ thể thì chưa thể khẳng định được, nhưng trong đợt này Ba Long giữ vai trò như một trạm trung chuyển. Alo, tôi nghe đây. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn các anh. Có chuyện gì? Cơ sở vừa báo tin có dấu hiệu bất thường ở nhà hàng Minh Long. Cậu liên hệ lực lượng tới kiểm tra nhà hàng Minh Long. Và cậu gọi điện kêu tổ B2 tất cả tập trung về đây. Rõ. Ghi nhận lại, đây là xe chở cát, không có gì khả nghi hết. Báo cáo, không phát hiện ra được gì mới hết, không có gì khả nghi. Thôi được rồi, hai anh cứ làm việc tiếp đi nha. Đi thôi. Dạ. Được rồi, cảm ơn. Có tin gì chưa anh? Em nghĩ Ba Long không có đơn giản vậy đâu. Với lại khi có hàng về, ông sẽ chuyển đi ngay. Cần gì phải tập kết ở nhà hàng, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Với tình hình kinh doanh hiện tại của nhà hàng Minh Long, việc liên tục nhập cá biển với số lượng lớn như vậy vô cùng khó hiểu. Chắc chắn là có lý do gì đó trong chuyện này. Có khả năng Ba Long nghĩ hắn ta đang bị giám sát, nên hắn ta cố tình bày ra nhiều trò để tung quả mù. Trước giờ hắn ta và đồng bọn vẫn hay dùng cách này mà. Nam, giờ lấy bản đồ địa hình của nhà hàng Bình Long và xưởng bao bì cho anh xem. Giờ bộ có vấn đề gì hả? Đứng lại. Bắn đi. Bắn đi. Mày ngon mày bắn đi. Tao có chết tao cũng không tha cho mày đâu. Mẹ kiếp, mày chết rồi, lấy gì mà tha chứ không tha. Mày ngu á, mày chữa phần cho người ta ngu nữa chứ. Mày ngon thì mày bắn đi, bắn đi.
tỉnh táo đi. Cầm lấy, đọc đi. Rồi mày sẽ biết cách tìm ra kẻ đã giết chết Lăng Thành. Vào đi. Thưa thủ trưởng, Ba Long vừa cho tập hợp tất cả mọi tài chân của hắn, có lẽ tối nay sẽ xuất phát. Ừ. Tại sao hai đứa em lại không được đi? Tại sao lại có sự phân biệt nam và nữ như vậy? Từ đầu tới giờ em và chị Phương vẫn luôn tác chiến chung mà. Em đừng có nóng. Ai nói là hai đứa em không được chiến đấu hồi nào đâu. Vậy tại sao lại không cho hai đứa em đi chung? Ban chuyên án đã có nhiệm vụ khác cho hai đứa em rồi. Nhưng mà đây là lệnh. Nam, em nhớ phải trở về nghe. Nếu em không trở về... Em nói bậy bạ không à? Nhất định tất cả phải trở về, đây là lệnh. Chị yên tâm đi. Em còn một điều hết sức quan trọng phải nói với một người quan trọng. Chị Phương, em chắc chắn sẽ trở về mà. Nam, đi được rồi, mình đi. Dạ. Em đi nha. Anh đi nha. Anh cẩn thận đó. Ừ. Thưa chú, đã tới giờ. Kế hoạch của mình sao anh? Bây giờ tao với mày tới chỗ ngân hàng. Sau đó như thế nào là do mày đó.
Ở đó đợi tao nha. Qua tình hình sâu rồi. Tổ A báo cáo ổn. Tổ B. Tổ B báo cáo ổn, không thấy đối tượng xuất hiện. Tổ B2 báo cáo. Đi những ánh minh bất động ở trong xưởng. Tao biết mày giỏi, nhưng cũng không ngờ mày lại làm được việc đến như vậy. Cũng nhờ có mày mà công việc của tao thuận lợi hơn nhiều. Chẳng lẽ nó định bỏ cuộc? Mày đến đây làm gì? Để tính sổ tất cả mọi chuyện. Tính sổ cái gì? Mày cút khỏi đây cho tao. Tới giờ này mà ba vẫn chưa còn chịu thừa nhận sao? Chính ba, ba là thủ phạm đã sai người giết người yêu của con. Thầy, mày đuổi nó ra ngoài cho tao. Mày không nghe tao nói gì hả? Đuổi nó ra ngoài cho tao. Từ bữa gặp em ở khách sạn về, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Những điều em nói đều là chính xác hết. Bây giờ em muốn làm gì thì làm, coi như không có anh ở đây hết. Tụi mày dám? Ba, nợ máu thì phải trả bằng máu ba. Cho dù bây giờ mày có 10 cái mạng đi nữa, mày cũng chưa đủ để đền tội đâu. Chính mày là chủ mưu của tất cả những chuyện này. Mày đã giết Lan Thành,
Kẻ đã chết thì phải chết. Nó chết nhẹ nhàng như vậy là may mắn lắm rồi. Tại sao tụi mày lại giết Hùng Lé? Ủa chưa ngủ hay ai? Ủa tối rồi đi đâu vậy chú Tư? Ủa hai xếp đồ làm gì nhiều vậy? À, lấy ba cái đồ phơi vô rồi xếp cho gọn gàng mà. Trời đất ơi, vậy mà đầu em miên man cứ nghĩ hai vấn đề khác đó chứ. Nghĩ gì chú? Có đôi khi em trăn trở hoài không ngủ nghe gì được hết, cứ suy nghĩ hoài. Chuyện gì vậy chú? Nói ra thì cũng thấy, nhưng mà em suy nghĩ cho anh hai á, khó nói lắm. Chuyện gì vậy? Nói tôi nghe coi. Em suy nghĩ vậy nè, giờ chị hai nghĩ coi, giờ lỡ anh hai bị bắn hoặc bị công an bỏ tù chung thân, rồi chị hai sống một mình quá bụi như vậy, em sao đành lòng? Trong khi em gà trống nuôi con, tuổi xuân tụi mình còn quá phơi phới đi. Nhiều khi em ước cái chuyện mà chắc chị hai sẽ buồn chứ, ước gì mà sau này anh hai bị vậy chứ, cái rồi hai đứa mình sẽ sống bên nhau cả đời. Trời ơi, chú giỡn gì kỳ cục vậy chú Tư? Chị hai, thiệt tình là em ước mơ điều đó lâu lắm rồi chị hai. Em mà được ôm chị hai, em chết em cũng chịu đi chị hai. Chú Tư đã. Ủa sao giờ này không ngủ mà thức ra đây làm gì? Chị Hà, chị chưa biết tính tôi à? Những gì tôi hiểu tôi đã nói ra hết rồi. Điều đó trước sau gì tôi cũng nói công an, ảnh cũng phải đi tù cũng chết à? Đi khỏi nhà tôi ngay, đi ngay. Khỏi đuổi, chị không thích thì tôi đi ngay, nhưng mà tôi sẽ quay trở lại. Đồ khốn nạn. Mẹ ơi. Bởi vì tôi nó xứng đáng bị như vậy. Mặc dù ông hay nhất bạn của thằng Thái, coi bốn đứa tụi nó như em ruột và dẫn dắt cả đám đi làm ăn. Từ cái lúc chúng nó chỉ là bọn giang hồ ở đầu đường xó chợ. Mẹ nó, nhưng khi đã đủ lòng đủ cánh, tụi nó lại quay lại triệt hạ chính người đã giúp mình. Còn thằng Tư Lân và con Sáu Phụng thì cho bọn đàn em phá đám chuyện làm ăn. Còn Nam Quy Ba Long thì bí mật cung cấp tin tức cho tụi công an, bắt hết mấy chiêu hàng còn lại cũng hay. Từ lần Sáu Phụng và Nam Quy, và bây giờ là hai cha con tụi mày, tất cả đều phải chung một kết cục. Uổng công tao đã nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm nay. Nghe cảm động quá. Sau khi cả nhà tôi chết cháy, chỉ vì sợ bọn đàn em và các băng nhóm khác nó ra nó vô, nên ông mới đem tôi về nhà nuôi, với ý định vài tháng sau sẽ tìm cách đưa tôi đi đâu đó và chẳng bao giờ quan tâm đến nữa. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để khiến ông nhận ra tôi là một thằng đơn giản. Không phải ông Tư Lân luôn lo lắng và yêu cầu ông đẩy tôi đi càng xa càng tốt sao? Cũng may cho tôi, ông vốn dĩ chưa bao giờ tin tưởng Tư Lân và luôn sợ một ngày nào đó hắn ta sẽ lật đổ ông. Thôi, tại sao mày làm chuyện này? Bọn tao đã làm gì mày? Cho đến sau này tao mới biết lý do vì sao ba tao luôn trở về nhà trong trạng thái say xỉn và xả hết mọi tức giận lên đầu mẹ con tao. Tất cả đều là vì tụi mày. Tao không cần biết lý do đó là gì. Bất cứ ai
đem lại đau khổ cho mẹ và em gái tao đều phải trả giá. Và người đầu tiên đó chính là ba tao. Chính tao đã mua xăng, chính tao đã thiêu chết ông ta. Nhưng không ngờ ngọn lửa đã quá lớn, đã cướp mất mẹ và em gái của tao. Chính tụi mày đã đem đau khổ cho gia đình tao. Chính tụi mày đã cướp đi mẹ và em gái của tao. Chuyện tụi mày thì quá đơn giản. Tao làm lúc nào mà chẳng được. Mỗi khi đêm xuống, em gái tao phải ôm chặt lấy tao. Tôi sợ ba tao trở về và tiếp tục đánh đập mẹ con tao như ông ta đã làm hàng ngày vậy. Còn mẹ tao, chỉ vì anh em tụi tao cho nên bà ta phải nhẫn nhịn và cam chịu, bị ba tao dày dò từ ngày này qua ngày khác. Bà ấy bất lực và bị ám ảnh cho đến lúc chết. Có lẽ tao quá chủ quan nên để mày phát hiện ra mọi chuyện. Phải, chính tao là người, tao là người đã giết Lan Thành của mày. Nhưng phải nói là ba mày nói đúng. Nó chỉ là một con ca ve cao cấp được tao cho tiền để bám sát theo mày từ đó tới nay. Mày im đi, Lan Thanh không phải là người như vậy, và cô ấy không hề gạt tao. Để ra con nhỏ nó không phải chết đâu nếu nó tiếp tục làm việc cho tao. Được, mày nói hết rồi chứ gì. Tao giết mày đi. Mày, mày giết tao đi. Nè, giết tao đi. Bắn đi. Hả? Nể tình mày đã giúp tụi tao nhiều chuyện nên tao nói cho mày biết hết sự thật để mày chết mà không hối tiếc. Có thể là anh tính toán rất giỏi, nhưng mà so về cái độ điều lĩnh thì còn lâu anh mới bằng thằng Thảo Ba. Sao? Chơi với thằng Thảo như thế nào? Vui chứ hả? Phải.
sao? Cảm giác của mày ra sao khi con mày sắp chết? Mà qua bên kia. Rõ. Trời Phong. Phong. Khốn kiếp mày. Tao sẽ giết mày. Ông làm đi. Nếu ông có thể. Hả? Đến bao giờ mới chấm dứt? Tất cả đứng im. Đồng chí xuống gọi cấp cứu. Rõ. Mày tưởng dễ mắt tao lắm hả? Đi. Tụi mày tệ giống như tao nghĩ. Đơn giản như vậy mà điều tra không ra. Mày có biết tại sao tao phải lấy thân phận thiên sứ để báo tin cho tụi mày không? Ba Long và Nam Quy đã dùng công an truy quét ông già tao, nên tao phải dùng đúng cách đó để đánh bại tụi nó. Nhưng mà tao cứ nghĩ á, mày đã biết tao là ai từ lâu rồi chứ. Ai ngờ tụi mày làm tao thất vọng quá. Như vậy cũng hay. Chính nhờ vậy nên mọi kế hoạch của tao đúng theo tính toán của tao. Chỉ có điều thằng bạn của mày đó, cũng tại nó không biết lượng sức của mình thôi. Mày đừng trách tao. Mày sẽ phải trả giá đó. Hả? Mày làm cái gì được tao? Hả? Dựa vào một thằng như mày mà đòi bắt tao hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao trễ vậy anh hai? Hàng đâu? Hàng đây. Khoan, tiền đó anh hai. Bỏ cái này được không? Đuổi ra. Không liên lạc được, em có gọi được không? Em cũng không liên lạc được chị à. Chị cũng không liên lạc được nữa. Có chuyện gì thì cũng báo cho mình biết một tiếng chứ. Từ hôm qua tới giờ rồi, tự nhiên bắt cắm chốt ở đây à. Anh. Kìa anh, từ hôm qua tới giờ sao không có dạy cho tụi em biết tiếng nào vậy? Tình hình sao rồi anh? Tình hình sao rồi anh? Kế hoạch thì thành công tốt đẹp, nhưng Ma Long đã bị Thái bắn chết trước khi bị bắt. Ủa, vậy còn Nam đâu rồi? Anh nói cho em biết đi, Nam đâu rồi anh? Hôm qua lúc chúng ta áp sát thuyền của hắn thì hắn nhảy xuống sông tìm cách trốn thoát. Rồi sao nữa anh? Rồi Nam đuổi theo. Vậy Nam đâu rồi? Điền đã bị bắt, nhưng suốt đêm qua đội thầy Lặng đã làm việc hết sức nhưng vẫn không tìm thấy Nam. Chị yên tâm đi, em còn một điều hết sức quan trọng phải nói với một người quan trọng. Chị Phương, em chắc chắn sẽ trở về mà. Không thể nào. Em hứa với chị, em hứa với chị là em sẽ trở về mà. Tại sao em lại nuốt lời với chị như vậy? Tại sao vậy nào? Thank you.
Không sao đâu chị, anh Nam không sao đâu chị. Không, không đâu em, Nam sẽ không chết đâu. Chắc là Nam có chuyện gì nên Nam chưa về thôi đúng không anh? Thôi mà chị, Nam không chết đâu. Đừng như vậy thôi chị. Hôm qua trên đường đi, nó có nói nó sẽ nói chuyện với em. Nó nói là dù em có tình cảm với nó hay không thì nó vẫn yêu em, nó muốn chăm sóc cho em. Anh thôi đi, anh đừng nói nữa. Anh không thấy chị Phương đang đau như thế này sao? Được rồi. Phương. 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 Người ta nói yêu rồi kìa, giỡn như đó đủ rồi. Nói gì đi. Mấy anh chơi trò gì vậy? Tại sao mấy anh lại giỡn như vậy? Mình giỡn đủ chưa? Chị Phương, chị Phương, buông ra. Không, em sẽ không bao giờ buông chị ra đâu. Không bao giờ. Chị đừng có trách mấy anh, tất cả là do ý của em. Lần sau không được giỡn như vậy nữa nghe không? Nghe chưa? Em biết rồi. Không giỡn nữa nha. Tụi anh đã làm được rồi, em hãy yên nghỉ nha. Rốt cuộc mình cũng không làm gì được Thảo Ma. Chẳng lẽ mình không có bằng chứng gì để bắt hắn ta sao? Chịu thôi chứ biết sao giờ. Chào các đồng chí. Các đồng chí ngồi đi. Thưa các đồng chí, chuyên án của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Tất cả các đơn vị và đặc biệt là tổ B2 đã góp công lớn trong chiến thắng lần này. Để có được thắng lợi hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới những đóng góp vô cùng quan trọng của những chiến sĩ hy sinh thầm lặng, phải chịu rất nhiều những khó khăn, thử thách để thực hiện nhiệm vụ của ban chuyên án. Đồng chí Thành. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Bộ có chuyện gì hả? Dạ. Anh, chuyện này là sao? Hôm nay thay mặt ban giám đốc, tôi xin trao cho đồng chí Nguyễn Văn Thảo quyết định thăng hàm vượt cấp vì những đóng góp to lớn của đồng chí trong chuyên án lần này. Chúc đồng chí nhiều sức khỏe và tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Cảm ơn đồng chí giám đốc.
Ngọc à, anh tin là em sẽ tỉnh vì ba, mẹ và em của em vẫn đang chờ em về nhà. Chứ vợ con ở nhà. Ủa, bây giờ nhà này